Mình ngồi rồi. Mẹ mua đồ ăn đi, mẹ mua đồ ăn. Mừng quá hả? Dạ. Mừng là làm sao? Anh kiều mẹ. Ôi coi kì ghét không? Thương mẹ mà. Ủa, kìa chị ghê. Gì? Có ca không? Hả? Có ca không? Cái nào? Cái này ca không? Ca này. Nhầy. Good job hả? Nó nói mẹ làm bánh mì ngon, good job. Mẹ thử cắn miếng coi. Ngon quá. Ngon thiệt á. Đây, hai mẹ con. Đó, nó nói nó dẫn đường mẹ nè. Mẹ nhát quá, mẹ sợ té nè. Mẹ đi này mà mẹ sợ té nè. Đó, đó, giữ chưa, ổng dẫn đường mẹ đó. Đợi mẹ xíu. Mẹ sợ té. Mẹ nhát quá. Mẹ đi này mẹ nhát, mẹ sợ té quá à. Cái gì? Thì con chạy lại con nói ba đi, ba dẫn con đi. Con mẹ. Nó mệt quá thôi mẹ không có đi lại đó đâu. Mệt quá. Đầu đi toilet công cộng dơ thấy một. Chạy đi. Chạy lại ba đây lên. Đi lại ba. She stopping mẹ đứng lại con uống sữa. Ôi con gì vậy? Con gì vậy? Con gì nó cắn mẹ? Mày không được khỏi mang cái xeo lì nữa nghe không? Khổ. Không? Khổ. Tại sao ói? Hả? Ăn cái xeo lì nhiều quá ói đấy biết không? Biết không? Con ba ba ăn cái gì quả phí không? Không. Ba khổ. Không. Ba khổ. Đi vô, leo lên. Vậy ba có chịu ngủ với con không? Thì... con nói sao? Con xíu đang ăn cơm. Con nói sao à? Con nói con mới nói với ba sao? Con gan nói ba cái gì vậy? Ba đừng buồn nữa hả? Tại sao ba buồn? Ba xạo sự